Hello, chào cả nhà, em đã đến rồi đây. Hôm nay em xin chào cả nhà. Hôm nay em muốn chia sẻ cho cả nhà một cái chủ đề, đó là giày Bata dạng siêu im và siêu mềm. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà là một cái mẫu giày Bata là rất là siêu nhẹ luôn nha cả nhà nha. Đây là một cái mẫu giày Bata. Mẫu này em đang được ở shop bán, đang được rất là ưa chuộng luôn. Và nhiều giới học sinh, giới trẻ cũng rất là yêu thích. Tại vì nó có rất là nhiều màu. Đây là ba màu căn bản đây của một mẫu. Nó có ba màu, mà màu nào cũng hot nha cả nhà. Nhất là cái màu vàng này. Cái màu vàng này là cái màu của xu hướng năm nay là 2019. Tất cả giày đều có màu vàng, đầm cũng lên màu vàng, Bata cũng vàng, búp bê cũng màu vàng, và giày công sở cũng có màu vàng luôn. Nay em xin chia sẻ cho cả nhà một mẫu giày nha. Đó, nó có màu vàng mà nó có cái độ mềm rất là im, là cả nhà có thể bóp cong dẻo khi mình đi, nó có sự đàn hồi. Và thun nó có độ co giãn. Dây này là dây cột giả nha cả nhà. Khi mình đi là mình không cần phải cần cục dây gì hết, chỉ cần xỏ vô và mình đi thôi. Mình có thể kết hợp với quần tây, quần jean, quần sọt, với mấy quần quần áo lết jean hoặc là mấy dạng đầm cũng được luôn nha cả nhà nha. Có rất là nhiều màu. Đây là màu trắng của nó đây. Mà đế của nó cũng được liền. Và nó có những cái lỗ thông hơi siêu nhẹ, siêu thoáng ở đây. Mình đi nó không có bị bí hơi. Nó tạo cảm giác mình thoải mái, mình rất là khi mang. Đây nó có màu hồng nữa đây luôn. Cái này mà mấy em học sinh mà mang đi học là siêu nhẹ luôn nha cả nhà. Mình đi chơi xa, mình leo núi vẫn được. Hôm nay cái chủ đề và chia sẻ giày Bata của em ở đây là hết. Xin tất cả nhà yêu thương hãy like, comment cho em ý kiến để em làm thêm nhiều video khác nhau. Còn đăng ký, subscribe để ủng hộ trang cho em nha. Em cảm ơn cả nhà, bye bye. Thank you.